Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về một chiếc xe thuộc hàng chất lượng, cũng lên sóng để quay để gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Đó chính là chiếc xe phân khúc hạng B anh chị nhá. Xe nhập khẩu nguyên chiếc và chạy chuẩn 9 vạn km anh chị ạ. Chiếc xe này thì bác chủ đi toàn đi đường ngắn thôi, 9 vạn chuẩn, thế nên là còn rất là đẹp anh chị ạ. Axen thì trang bị động cơ 1.4 lít và máy của chiếc xe này là zin từ dàn cò anh chị nhá. Đấy, cái chỗ tay em chỉ đây, doang dàn cò vẫn còn zin luôn và da máy còn rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, chưa có một cái hiện tượng gì của dỉ dầu hay là thấm dầu cả anh chị ạ. Axen nhập khẩu 2013, phải nói là bác chủ đi rất là dữ và đi ít anh chị nhé. Xe nguyên zin cả anh chị ạ. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của Axen 1.4 lít thì nó chỉ loanh quanh khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Động cơ đây, chưa chạm một con ốc nào luôn anh chị ạ. Từ những cái con ốc trên này vẫn còn nguyên đánh dấu mực của nhà máy này. Xe chưa đâm đụng va chạm gì anh chị nhé. Đây là phần tai này anh chị này. Tai đèn và tai ngoài ốc, tai đèn và ốc tai ngoài nó vẫn còn zin hết. Đấy, ốc tai ngoài này anh chị nhé. Ốc cabo cũng vậy. Đấy, và đặc biệt này, anh chị có thể quan sát cái tấm nỉ cách nhiệt ở dưới nắp cabo. Đấy, xe chạy ít nên nó phẳng đét như thế này anh chị ạ. Phẳng đét luôn anh chị nhé. Cabo zin. Tất cả những cái đường dập lỗi rồi những cái lỗ tròn là cái vành của nó còn sắc nét, chưa đâm đụng va chạm gì. Ốc cabo hai bên đều zin nha anh chị nhé, chưa có dấu hiệu cậy mở gì, và kể cả ốc tai ở hai bên nữa, từ tai ngoài đến tai đèn này đều zin hết anh chị ạ. Máy số zin thì đương nhiên rồi ạ. Tất cả những cái con ốc dàn cò cũng còn zin. Đấy. Và keo dàn cò zin nha anh chị nhé. Đấy, ốc dàn cò đấy anh chị ạ. Ốc dàn cò cũng còn rất là đẹp nhé. Hyundai Accent. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Nó cũng thuộc phân khúc hạng B, là đối thủ cùng phân khúc với lại Toyota Vios 2013. Nhưng mà là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là phần đầu xe anh chị này. Rất đẹp anh chị nhé. Đầu xe rất là cứng cáp và những cái đường dập nổi của nó là sắc nét. Cụm đèn trước này nguyên zin đấy anh chị ạ. Vỏ đèn còn rất là trong. Axen thì có trang bị giải đèn led rồi, và đèn là đèn bóng chiếu rồi anh chị nhé. Đèn gầm cũng còn rất là đẹp. Bên này cũng vậy anh chị ạ. Từ cụm đèn trước này đến đèn gầm này. Xe zin luôn. Đây là hông xe nha anh chị nhé. Rất là sắc nét. Sơn zin rất là nhiều nha anh chị nhé. Và vì sao em nói chiếc xe này là đi 9 vạn chuẩn? Tất cả một dàn lốp này của xe là dàn lốp thứ hai và lắp từ năm 2018 đây. 2018 anh chị nhé. Bác chủ thì cũng trang bị full đồ, có cả cảm biến áp suất lốp rồi. Lốp Hàn Quốc 2018 nhưng còn rất là dày. Và cả một dàn lốp như vậy anh chị nhé. Đấy, củ phanh còn đẹp này. Và vành không có vết xước. Và nó cũng chưa một lần sơn lại anh chị ạ. Đấy. Bác chủ lắp full đồ rồi. Cam lề này anh chị này. Chỉ có cái sinh nhan gương thì nó hơi bị nứt nên là nó hơi thấm nước một chút thôi. Cái đấy thì không ảnh hưởng gì nhiều anh chị ạ. Xe dán phim cách nhiệt rồi, nẹp chân kính đầy đủ rồi. Tay nắm cửa ngoài rồi, hõm chống xước tay cửa đầy đủ. Hông xe nhé anh chị nhé. Đây lốp Hàn Quốc này anh chị. Một dàn lốp 2018 mà đi đến bây giờ,
bác chủ thay cả một dàn lốp 2018 luôn. Đấy, đi đến bây giờ mà lốp còn rất là dày. Đấy, cảm biến áp suất lốp đầy đủ rồi. Và Accent 2013 thì được trang bị 4 phanh đĩa rồi anh chị nhé. Hông xe này, hông xe anh chị có thể thấy rất là cứng cáp và đẹp luôn anh chị ạ. Đây là cụm đèn sau anh chị nhé. Cụm đèn sau cũng zin và đèn còn rất là đẹp, vỏ đèn còn rất là đẹp. Đấy, bác chủ có lắp thêm cái nippo rồi anh chị nhé. Nhìn phía sau xe nó rất là khỏe khoắn luôn. Phía sau xe thì cũng chưa có dấu hiệu gì đâm đụng va chạm anh chị nhé. Từ máng nước đến đinh tán này, ốc cốp sau anh chị này. Đấy, ở cốp sau này, cốp sau thì chỉ nguyên zin. Ốc cốp sau này chưa dấu hiệu cậy mở gì nhá, chỉ nguyên zin. Mép cửa này, đầu chỉ này, kính zin nha anh chị nhá, kính 23 hết. Đấy, máng nước và đinh tán ở phía sau này. Bên này là bên lái nha anh chị nhá. Cụm đèn sau cũng zin này, và vỏ đèn còn rất là trong nha anh chị nhá. Ổ khóa này chưa dấu hiệu cậy mở gì. Lót cốp cao su thì bác chủ trang bị rồi. Còn lốp dự phòng là vẫn là lốp theo xe 2013 nha anh chị nhé. Đấy, chắc là hạ được khoảng đôi ba lần. Em nghĩ là 1-2 lần thì đúng hơn. Ở lốp này còn rất là đẹp. Và quan trọng là cái lòng cốp này anh chị, chưa có một vết gì hiện tượng han giết gì anh chị nhé. Hay là có dấu hiệu cổ gò nắn gì. Lòng cốp rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe đẹp là nó phải đẹp đều như thế này anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Đi 9 vạn chuẩn. Không tua 1 km nào anh chị nhé. Accent Blue 2013. Đấy, biển 89. Đấy, phía sau xe này anh chị này. Rất là cứng cáp anh chị nhé. Đấy, như em nói rồi, một dàn lốp Kumho 2018. Vành thì chưa một lần sơn lại anh chị nhé. Lốp Kumho 2018 và còn rất là dày. Phải nói là bác chủ đi rất là ít anh chị ạ. Rất là ít luôn. Và rất là giữ xe. Không những thế đâu, chiếc xe này bác chủ trang bị full đồ luôn anh chị ạ. Không thiếu cái gì. Đây là hông ở bên lái này. Hông bên lái nha anh chị nhé. Đấy, đèn zin của nó và đèn của nó bao giờ nó cũng rất là trong anh chị ạ. Một dàn lốp Kumho đều 2018 hết anh chị nhé. Đấy, lốp 2018 và còn rất là dày đều nhau, tức là thay cùng một lúc là cả một dàn lốp anh chị nhé, cùng một thời điểm. Đấy, hông xe đấy anh chị ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội thất. Cái gương chiếu hậu bên phụ thì cái xi nhan nó có hơi dạn và nó bị vào nước một chút thôi, chứ bên này cũng còn rất là đẹp. Đấy, đây là nội thất của xe. Và nội thất của xe là nguyên bản. Đấy, đối với Accent mà giữ được nội thất nguyên bản như này 2013 cũng là rất là ít nha anh chị nhé. Đấy, nội thất ra và ở giữa là có đục lỗ thông khí nha anh chị nhé. Đấy, thiết kế ghế của Accent này ngồi nó rất là ôm người. Đấy, đây là ghế phụ này anh chị này. Ghế nguyên zin luôn. Đấy, nguyên bản từ mới nha anh chị nhé. Giữ được như này rất là tuyệt vời. Đấy, bệ tì tay rồi. Bên này là ốc bàn lề. Anh chị thấy không ạ? Chưa dấu hiệu cậy mở gì nhé. Ổ khóa thì rất là mới. Xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Đấy, đặc biệt là những cái chỗ bậc lên xuống này, mặc dù là bác chủ chỉ dán chống xước ở dưới thôi, đáng lẽ dán cả trên này nữa nhưng mà không dán. Tuy nhiên là cái nhựa này này nó rất là đẹp và nó nguyên sần nhá anh chị nhá. Đấy, bác chủ đi rất là ít luôn. Đấy, các chi tiết kể cả dưới sàn xe cũng rất là sạch đẹp. Nhựa này, đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, nhựa nó phải tươi như này.
Đây là chân phanh và chân ga này. Đấy, anh chị nhìn cái chân phanh này thì biết là đúng là xe đi ít đúng không ạ? Cái mặt chân phanh đấy ạ, nó chưa bị mòn luôn. Táp lô này, các chi tiết nhựa của chiếc xe này nó rất là tươi. Táp ni, tay nắm cửa trong mạ chrome rồi nhé anh chị nhé. Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện rồi. Kính người lái thì chế độ auto, và các nút này, các nút bấm này nó còn sắc nét nhé anh chị nhé. Đấy, da táp ni này. Đây là mép cửa, ổ khóa zin nhé anh chị nhé. Cái dòng Accent này đi cách âm nó rất là tốt, và cái dòng Accent nhập này đi nó cũng rất là bền bỉ anh chị nhé. Đây là cũng là một lựa chọn rất là hợp lý so với những cái tầm các đối thủ ở phân khúc hạng B. Đây hàng ghế thứ hai, và nội thất bác chủ cũng giữ được nguyên zin như này. Hàng ghế thứ hai thì rất ít người ngồi luôn, gần như không có người ngồi. Đấy, nguyên zin nha anh chị nhé. Accent như này là hàng hiếm đấy anh chị ạ. Trần nỉ bác chủ cũng giữ, vẫn giữ là nguyên zin, nỉ nguyên zin và rất là sạch đẹp luôn. Đây là hàng ghế thứ hai. Đấy, ổ khóa này và máng nước này. Đấy, kể cả những cái chỗ nhựa đây bật lên xuống nhé, nguyên sần luôn anh chị ạ. Đây những cái chỗ mả bạc các bác chủ cũng rất là cẩn thận này, dán ni lông chống xước hết. Đấy, táp ni đây, da này, ổ khóa zin nhé, mép cửa này. Chiếc xe này thì máy rất là chất luôn, bởi vì xe đi chuẩn km. Anh chị nào mà thích cái dòng xe này thì đến thử, thì em đi thử thì chắc chắn là sẽ chốt chiếc xe này luôn đấy ạ. Bởi vì bản thân bọn em là thợ đi mua cũng rất ít là mua được những chiếc xe nó còn đẹp như này. Đấy, nhựa nhé. Đấy, tất cả những cái chỗ nó dễ bị xước thì bác chủ dán ni lông chống xước hết này. Đấy, táp lô này, chỗ này là cam lề nhé anh chị nhé, cam hành trình đầy đủ hết này, màn Android cam lùi rất là sắc nét luôn. Đấy, túi khí đây anh chị nhé. Táp lô cũng zin, và những cái phần mạ bạc này nó còn zin và đẹp. Đấy, Accent thì hệ thống điều hòa cơ thôi. Đây ghế phụ này, nói chung là đa phần là chỉ có ghế chính là bác chủ ngồi thôi, và đi một mình là nhiều, rất ít chở người, thế nên là ghế nó còn đẹp như này anh chị ạ. Đấy, các chi tiết nhựa của chiếc xe này cũng rất là tươi nhé. Chưa có một dấu hiệu đâm đụng va chạm gì. Ốc bản lề zin, ổ khóa thì rất là mới thôi. Ốc bản lề zin nha anh chị nhé. Táp ni là tất cả đều, những cái chỗ mạ bạc đều dán chống xước hết. Da thì nguyên sần. Mép cửa, kể cả mép cửa trên này. Đây, ghế da, hàng ghế thứ hai thì gần như không có người ngồi anh chị nhé. Ổ khóa này, máng nước nhé. Kể cả những cái chỗ bậc lên xuống này, gần như là nó nguyên sần nhựa và nó không có vết xước. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong trang bị của chiếc xe này. Accent 2013 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe chạy 9 vạn chuẩn luôn, không tua 1 km nào. Nhìn cái chân phanh là chúng ta biết rồi đúng không ạ? Accent 2013 thì được trợ lực điện nên lái cũng rất là nhẹ anh chị nhé. Và chiếc xe này thì bác chủ trang bị full đồ rồi. Đây là vô lăng zin của xe. Đấy. Có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh rồi. Đấy. Và cái phần này, phần bấm còi này, không có chút bóng nào.
Đấy. Đây là khóe vô lăng zin nhá. Đấy, nó không bị mòn, nó không bị bóng này anh chị này. Đấy, xe đi được 9 vạn 7 rồi nha anh chị nhá. Khóe vô lăng zin đây. Đấy, nó không bị bóng nhiều đâu anh chị, mới chỉ hơi hơi thôi. Như này là rất là tuyệt vời rồi anh chị ạ. Bác chủ trang bị đủ đồ rồi nhá. Cam hành trình, cam lùi, màn Android. Cam lùi rất là sắc nét anh chị ạ. Đây. Cam lùi đấy ạ. Đấy. OLED Blue nhá. Đấy, có cả cam căn nề rồi này. Đấy, rất là cẩn thận luôn. Một chiếc xe mà đúng là chất sử dụng cá nhân luôn anh chị ạ, sử dụng gia đình luôn. Thế nên là trang bị rất là đủ đồ, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết. Không thiếu một thứ gì. Internet và thử lại. Đấy. Táp nô của xe. Nhựa táp nô rất là tươi nha anh chị nhá. Vô lăng zin. Nội thất zin. Đúng không ạ? Nội thất zin. Đấy. Một dàn lốp 2018 chạy đến bây giờ còn rất là đẹp luôn. Như này thì chạy rất là ít rồi anh chị ạ. Chứ không phải là xe chạy nhiều đâu anh chị ạ. Lốp 2018 này vẫn dày như này. Rãnh lốp vẫn còn rất là dày. Đấy, cảm biến áp suất lốp đầy đủ rồi. Và cái mức tiền nó rất là hợp lý anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu 2013. Xe phân khúc hạng B. Đấy, xe chạy được 9 vạn 7 chuẩn rồi. Và đã lên full đồ rồi anh chị nhá. Bao gồm màn Android, cam hành trình, cam lùi, cam căn nề. Đầy đủ cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp. Một dàn lốp thì vẫn còn đẹp, mặc dù là lốp 2018. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 318 triệu đồng thôi anh chị ạ. Rất là hợp lý, em nghĩ là đây là một lựa chọn rất là hợp lý cho một chiếc xe phân khúc hạng B. Với cái tầm tiền 300 triệu chúng ta được xe nhập khẩu. Và chiếc xe này thì rất là chất lượng anh chị ạ. Đấy. Anh chị nào đang có nhu cầu thì vui lòng qua bên em. Địa chỉ xem xe trực tiếp là tại Xe Đẹp Hải Dương. Giá thì bên em có bao rút hồ sơ và vẫn có thể thương lượng được anh chị nhé. Đấy. Bên cạnh đó thì bên em cũng còn rất nhiều các dòng xe để anh chị lựa chọn từ ABC, 7 chỗ, Fortuner, Innova, Xpander, đầy đủ hết anh chị ạ, không thiếu cái gì. Vios thì em rất nhiều nhé anh chị nhé. Đấy. Hyundai Accent, rồi Hyundai Santa Fe, bán tải K3, rất nhiều anh chị ạ. Đấy. Bên cạnh đây em cũng về một chiếc xe cũng thuộc hàng cực kỳ hiếm luôn nha anh chị ạ. Vios 2015, một chủ từ đầu mà chạy mới có 6 vạn km thôi. Chiếc xe này thì bên em vừa lấy về, em sẽ dọn qua nội thất và ngày mai em sẽ lên sóng để gửi tới quý anh chị và các bạn. Đấy. Còn nhân vật chính đây, 318 triệu đồng anh chị nhé. Có thương lượng và bao rút hồ sơ. Đấy. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.